Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trong video ngày hôm nay là em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là motor quạt gió dàn lạnh của Hyundai Gaoti 2017 đến 2022. Anh em thợ hoặc là các bác lái xe thì sẽ có một thắc mắc là tại sao motor trên xe thì nó sẽ có gọi là màu trắng và có hai cục cao su. Nhưng cái video hôm nay em giới thiệu lại màu đen. Thực ra cái hai cái cục cao su đấy thì nó không liên quan nha anh em nhé. Với cái dòng sản phẩm lần này thì Busan cho thiết kế ra mẫu mới. Đó là sơn thì được phủ bên ngoài là lớp sơn màu đen này, hai trục và lõi motor y chang nhau. Đây anh em có thể nhìn nhé. Khi mà chúng ta muốn kiểm tra bảo dưỡng thì rất là dễ. Đây chính là cái con ốc bắt bằng tua lô vít này, chúng ta có thể tháo ra bảo dưỡng định kỳ đó. Đây là hai cái phanh cài ở ngay bên đầu, nó chính là cái phanh để chúng ta giữ cánh. Dòng sản phẩm này thì là dòng sản phẩm của công ty Busan tại Hàn Quốc này, và đây là cái rác điện của nó anh em nhé, hai rác này đó. Đây là cái chiều mũi tên của người ta đã chỉ, đấy là cái hướng gió của cái cánh quạt nó sẽ quay. Với cái motor mà cầm rất là đầm tay như này, chứng tỏ cái lượng đồng bên trong này, anh em có thể nhìn nhé, rất là lớn, nên là để đảm bảo cho sử dụng này. Đấy, dòng sản phẩm rất là bền, đây, chúng ta có thể nhìn thấy nhé. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái motor quạt gió dàn lạnh của xe Hyundai Gaoti 2016 đến 2022. Rất là cảm ơn mọi người đã cùng mất chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.